chả mà nắng pha con nấy tuồng sôm chả pha con nấy tuồng sôm y cà rạch đơ con ít on nằng hay y cà rạch đơ nằng ít on nằng cái hạt tha túa mà sôm chả ní chia lẹ cả nạ tì muối nấy sẽ mà mặt sọp chả chắc nhân cho đó chả lùm hạt cầm rù tiếng ọc nía chả khăn lùm hạt cầm rù ní chả cái miến rù chả tàu cao cái bởi đà miên bảo vệ mà đói mà mạt nâng tốt tầng vì miên tàng ớt cất chứa xong thì mệt cho rớt có bảo vệ mà đói nơi rục bì bảo vệ tốt tầng nơi rục xì chà khó bảo vệ tốt tầng nơi rục xì chà chắc như mơ rục ế chà mơ rục ế miên mà đói bảm buồn chà nâng tốt tầng bảm mùi chà rục bí miên bảo đói ếch chà nâng tốt tầng bảm bởi cho rục xí chà miền bắt đầu đập rắm tơ tăng ý kẹt chàng cho vậy đặc kê cho người dùng rộng nắng cứ provide bắt đầu như rục bí nâng provide tơ tăng như rục xì chàng chẳng tìm mua dùng rộng chùm lệch co sánh provide bắt đầu như rục bì chà đã xa kê dạy thác chà rục tạm bay nâng miền provide bắt đầu xa mà mệt nâng tơ tăng chàng chẳng dương tâm mưa và đồng nó sai tặng ọc nía chàng chẳng chùm lệch co ta dư rô bảo vệ mà đau nhẹ rụp bì ta dư đăng tha rụp e nâng xa mẹ mạc nâng rụp bì ta chẳng khó thiệp này bảo đau nâng tật tăng nâng cứ ta bảo buôn lưu bảo muối chả bảo đau thiệp tật tăng xa mẹ nâng chả bảo đau thiệp nâng tật tăng chả bảo đau thiệp tật tăng rụp e chả xa mẹ nâng bảo đau thiệp tật tăng nâng rụp bì nha xa rụp e nâng rụp bì nâng xa mẹ mạc nìa chả chẳng dư chong rô bảo đau nhẹ rụp bì chả đại ít nắng chưa bận đau này rụp bí trong những tia rọc ở nhạt ít nắng chả trong những trong tia rọc ít chả trong những bao phạm bay từ côn trùng mùi nồng phạm buôn hay chạy ai phạm mùi chả trong ban dương ban phạm buôn côn nồng phạm bay chạy ai phạm mùi chả trong những kẹt nỉ lệch đi má cứ mà nắng đập bì nắng đập chne bảo vai nấy rụp bí cứ đập bí xong tí mệt chả chẳng cho đo chấm nốt khó bảo vệ tự tăng này rục xì chả đòi rục e là rục xì nắng sao mà nắng khnì nốt kho thiệp rồi viêm mà đòi nắng tự tăng nắng cứ chả bấm bốn chả thiệp ở bấm mũi mà nó đập bấm thiệp ở y cật chả chắc những đăng tha bấm bốn thiệp ở bấm mũi nấy cứ chia bấm đòi thiệp ở tự tăng này rục e chả đập bấm thiệp ở y cật nấy cứ chia bấm đòi thiệp ở tự tăng này rục xì chàng chẳng là bởi đời dưỡng trong râu nắng cư râu bảo vãnh tật tăng này rụp xì chẳng y cà rạch ní cư chia bảo vãnh tật tăng này rụp xì chẳng như thật tiên râu ý y cà rạch chà đời dưỡng đăng tha đi dưỡng con chà y cà rạch máu chì mùi phần buồn chà con lai máu chẳng mà nắng chà đập rắm con áo ấy chà phần mùi chả chắc những trong tiền đọc tại y cà chắc những bao phần bốn chả chỉ mấy con để y cà rạch bao mà ông tìm phí máu bàn tật chí y cà rạch má đọc rám con ai phần muối chạy ai phần bốn chả chắc lên nắng chả bây giờ dân kẹt nhiệt tức hơn má đọc chắc bà này thá bà này thá tự tăng này rụt xì nắng chả mình bảo vãi đọc xong thì mệt chả chắc bà tập bây giờ cài lúc hạt của rụt hói chả nè kêu mình làm hạt bà tại bạc mà với ai bảo ông chả đã bay cả nía cắt chả chắc như mờ play play cầu chả mà má nâng chầm nún play cầu chả bà play cầu cầm bốn play play ở mà con pi rối chả chắc chả cái ao rớt play cầu đập pi play chả bờ dương đang hạt ไกลกระบุนพลายทลายอุปกรณ์ปีรอยจอดดับปีพลายตาสมาประมาณจานังคอจำนวนพลายกระดัดทลายนังใบเมินปีปอนเรียนจ่ามันจังเยอะดังหาจำนวนพลายกระดังประมาณเต้ดังจะอัดทลายใบเมินปีปอนเรียนจังแกเอาดอกจำนวนพลายกระดังตามมีจำนวนประมาณแต่อัดทลายใบเมินปีปอนเรียนนั่งจ่าจังสมสกอบวิดีโอเนี่ยครูพายจะประมาณตีดับใบดอกสายลมหักนี่จะจับเอาเอาดอกสายห้าจำเยอะมาเตรียมต่อจำหลายจำมวยหนึ่งเนี่ยครูจานจังจับดาวจานจังมันต่อปีเอาเอาบางดอกสาย
ចូលលំហាត់ប្រតិបត្តិរួចហើយយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយជាមួយនឹងអ្នកគ្រូទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងកហ្នឹងចាយើងគេឲ្យយើងរកតម្លៃផ្លែក្រូច12ផ្លែចាអញ្ចឹងយើងតាំងឲ្យជាថ្លៃផ្លែក្រូច10ចំនួន12ផ្លែហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងមកដឹងថាថ្លៃប្រាក់ផ្លែក្រូចហ្នឹងសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនផ្លែក្រូចអញ្ចឹងផលធៀបផ្លែក្រូចនិងចំនួនផ្លែក្រូចហ្នឹងគឺចា1200ធៀបឲ្យ9ចាដោយសារ1200នេះគឺជាតម្លៃផ្លែក្រូច9ផ្លែអញ្ចឹងយើងធៀបឲ្យ9ចាអញ្ចឹងស្មើនឹងឥតធៀបឲ្យ12ចាថ្លៃផ្លែក្រូច12ផ្លែចាលើធៀបជាមួយនឹងចំនួនផ្លែក្រូច12ចាអញ្ចឹងយើងចង់ទាញរកឥតចាអញ្ចឹងយើងទាញរកឥតមកចាអញ្ចឹងយើងបោះ12នៅអង្គទី2នេះចាទៅគុណជាមួយនឹង1200ចាអញ្ចឹងយើងបាន x ស្មើនឹង1200គុណ12ចែកឲ្យ9ចាអញ្ចឹងយើងកណនីលេខនេះហើយគឺថាស្មើនឹង1600ចាអញ្ចឹងមានន័យថាថ្លៃផ្លែក្រូច12ផ្លែហ្នឹងគឺ1600អញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមចូលរួមរីករាយជាមួយនឹងបងប្អូនដែលបានកណនីលំហាត់ប្រតិបត្តិនេះបានត្រឹមត្រូវចាអញ្ចឹងយើងចូលមើលលំហាត់សំណួរខមួយទៀតចាសំណួរខហ្នឹងគេឲ្យយើងរកចំនួនផ្លែក្រូចដែលថ្លៃ32,000រៀលចាអញ្ចឹងសួរថាតើផ្លែក្រូចហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណដែលអស់ថ្លៃ32,000រៀលហ្នឹងចាអញ្ចឹងតាំងអ៊ីក្រិតជាចំនួនផ្លែក្រូចដែលថ្លៃ32,000រៀលចាដោយថ្លៃផ្លែក្រូចសមាមាត្រជាមួយនឹងចំនួនផ្លែក្រូចអញ្ចឹងផលធៀបថ្លៃផ្លែក្រូចនិងចំនួនផ្លែក្រូចហ្នឹងគឺចា1200ធៀបឲ្យ9ស្មើនឹង32,000ធៀបឲ្យ y ចាដោយសារតែយើងយកតម្លៃធៀបឲ្យចំនួនផ្លែក្រូចចានេះក៏តម្លៃធៀបឲ្យចំនួនផ្លែក្រូចដែរចាអញ្ចឹងយើងចង់ទាញរកចំនួនផ្លែក្រូចដែរអស់ថ្លៃ32,000ចាអញ្ចឹងយើងទាញរក y ចាអញ្ចឹងក្នុងការទាញរក y នេះគឺយើងយក y ទៅគុណនឹង1200អញ្ចឹងបាន1200ចាអ៊ីក្រិតចាអញ្ចឹង1200អ៊ីក្រិតយើងយក9គុណជាមួយនឹង32,000អញ្ចឹងស្មើ32,000ចាគុណឲ្យ9ចាអញ្ចឹងយើងចង់រកអ៊ីក្រិតនេះអញ្ចឹងដើម្បីរកអ៊ីក្រិតឃើញតើតើយើងបោះមេគុណអ៊ីក្រិត1200 1200នេះទៅអង្គទី2ចាអញ្ចឹងពេលដែលនៅអង្គទី1ហ្នឹងវាគុណជាមួយនឹង y ចឹងពេលបោះទៅអង្គទី2ទៅគឺជាចែកអញ្ចឹងយើងទាញបាន y ស្មើចា32,000គុណនឹង9ចែកឲ្យ1200ចាអញ្ចឹងពេលដែលយើងកណនាលចាលេខហ្នឹងហើយឃើញថាស្មើហ្នឹងចា240អញ្ចឹងមានន័យថាចាចំនួនផ្លែក្រូចដែលថ្លៃ32,000រៀលហ្នឹងគឺមានចំនួន240ផ្លែអញ្ចឹងអបអចំពោះសិស្សដែលគាត់កណនាឃើញថាស្មើនឹង240ផ្លែហ្នឹងបានន័យថាយើងធ្វើលំហាត់នេះបានត្រឹមត្រូវហើយចាអញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់ចាចំណុចចាបន្ទាប់ទៀតគឺអ្នកគ្រូមានលំហាត់ឲ្យពួកយើងអនុវត្តចាអញ្ចឹងគេឲ្យយើងរកចាតម្លៃ A និង B បើចា 3/5 ចាស្មើនឹង A លើ10ស្មើនឹង 6/3 ចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរក A និង B ចាអញ្ចឹងមុននឹងទៀងទាត់ចម្លើយហ្នឹងអ្នកគ្រូសូមឲ្យពួកយើងស្កប់វីដេអូអ្នកគ្រូចាប្រហែលជា5នាទីសិនដើម្បីរក A និង B ឲ្យឃើញសិនចាហើយចាំមកទៀងទាត់ជាមួយនឹងអ្នកគ្រូពេលក្រោយចាអញ្ចឹងចាប់ផ្ដើមចាអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីពួកយើងបានធ្វើលំហាត់រួចហើយអញ្ចឹងមកទៀងទាត់ចម្លើយទាំងអស់គ្នាចាអញ្ចឹងយើងត្រូវរកតម្លៃ A និង B ចាអញ្ចឹងយើងមាន 3/5 ស្មើនឹង A ភាគ10ចាយើងមានតាមបំរាប់ដែលគេប្រាប់នេះយើងទាញយកមកប្រើចាយើងចង់ទាញរក A ចង់ទាញរក A យើងបោះ10ទៅគុណនឹង3ចែកឲ្យ5ចាអញ្ចឹងទាញមក A ស្មើនឹង10គុណនឹង3ចែកនឹង5ចាអញ្ចឹងយើងកណនាលេខនេះឃើញថាស្មើ5 6ចឹងដូចយើងត្រូវចាក់នេះរក B មួយទៀតចាអញ្ចឹងយើងដឹងថា 3/5 នេះស្មើនឹង 6/B ចាអញ្ចឹងយើងទាញមកនេះ 3/5 ស្មើ 6/B អញ្ចឹងយើងចង់ទាញរក B អញ្ចឹងចង់ទាញរក B ធ្វើម៉េចចា
Chà, đập bánh tì rộng bí nắng, nhưng rộng bí con nắng. Bảy ban bảy bì. Chẳng bảy bí xe má. Chà, bà muối con nắng. Bàm. Chà, chắc nhìn trong tì rộng bí nắng, nhưng bọc mì con bảy bí. Chà, tạo ông tì bí. Chà, bè đàn ông tì muối nắng con. Chà, bà tạo ông tì bí tà chía. Chà, chắc tiên nó bảy bí xe má. Bà muối con nắng bàm. Chà, bảy. Chà, chẳng bề đá chạy thao chừng tới khuyên thắt mà nắng đọt. Chà, lượt ní A mà bà muối, B mà đọt. Chà, chẳng xong ọp ơ trong cuộc phóng phóng đã kẹt nhẹ khuyên. Chà, trong loại bàn trong trời. Nói xong phóng phóng, nhà cái chạp tiết tam telegram chà ní lấy rộp bỏ nẹ cừu. Chà, đại nhà kru nâng đã thang ngay phát khẩm nọt nâng cư là thang ngay phút trị đọc khai mẹ nế cho năm bì bò mập hành mùi. Chẳng chẳng phát khẩm nọt trăm mau pram lần nhiết. Chẳng chẳng nhà kru sẵn khom tha phá ôn nâng. Chẳng phơ kết cặp tế hào nhà kru nâng bàn tròn bê về lìa. Chẳng chứ chẳng kháu nhà kru xong ô côn xong phá ôn sẵn nàng lọ mình sẵn khập hiệp lọ nâng chiếc phát bì chùm ngươi COVID đang ọc nìa.